Sau thời gian dài chờ đợi, cuối cùng người hâm mộ bóng đá Việt Nam cũng được chứng kiến Hà Nội FC tranh tài ở đấu trường Cúp C1 châu Á năm 2023-2024. Đối thủ trong trận ra quân của đội bóng thủ đô là Pohang Steelers đến từ Hàn Quốc. Để chuẩn bị cho chiến dịch Cúp C1 châu Á năm 2023-2024, Hà Nội FC đã vung tiền mua sắm, chiêu mộ hàng loạt những nội binh và ngoại binh chất lượng. Với 6 cầu thủ ngoại binh, trong đó một người theo xuất ngoại binh châu Á, Hà Nội FC đang có tham vọng lớn ở giải đấu năm nay. Đội trưởng Văn Quyết tỏ rõ sự tự tin trước trận đấu và khẳng định rằng Hà Nội FC sẽ thi đấu hết mình ở AFC Champions League. Tuy nhiên, bảng đấu khá khó khăn khi gặp đối thủ mạnh là Pohang Steelers, đội bóng đứng thứ hai tại K-League 2023 với đội hình đắt giá. Yang Jun-go, cầu thủ trẻ của Pohang Steelers, được đánh giá cao và là trụ cột của đội bóng. Hà Nội FC sẽ phải đối mặt với nhiều thách thức trong chiến dịch Cúp C1 châu Á năm 2023-2024. Tình hình cạnh tranh sẽ khá căng thẳng và đội bóng thủ đô sẽ cần sự kết hợp hoàn hảo giữa cầu thủ nội binh và ngoại binh để cạnh tranh ở một mức cao nhất. Trận đấu ra quân sẽ là bước thử nghiệm quan trọng để đánh giá khả năng của Hà Nội FC trong môi trường Cúp C1 châu Á và cũng là cơ hội để họ chứng minh khả năng cạnh tranh với các đối thủ quốc tế. Người hâm mộ đang rất háo hức và hy vọng rằng Hà Nội FC sẽ có một chiến dịch ấn tượng ở Cúp C1 châu Á năm 2023-2024.